Phổ Quang Lão Hòa Thượng dạy về chú Lăng Nghiêm. Thời gian gần đây, nhờ bài dịch của Ni Sư Hạnh Đoan mà nhiều bạn biết đến Phổ Quang Lão Hòa Thượng ở Trung Quốc và cũng từ đó mà tu trì chú Lăng Nghiêm nhiều hơn. Hiện tại trên trang mạng Facebook, bài dịch về Phổ Quang Lão Hòa Thượng có các nội dung chính. 1. Nói về tiểu sử cuộc đời Ngài. 2. Nói về ngũ đại tâm chú trong chú Lăng Nghiêm. 3. Nói về các câu chú ngắn báo đáp ân đức cha mẹ bảy đời. Các bạn chịu khó tìm từ khóa Phổ Quang Hòa Thượng để đọc. Do ở đây Lam sẽ dịch thêm về Ngài nên sẽ không nhắc lại nội dung trên. Khi nào có thì giờ nhiều hơn sẽ dịch hoặc soạn lại cho các bạn sau. Tìm đọc về tiểu sử của Ngài, bạn sẽ biết là Lão Hòa Thượng lợi hại như thế nào. Bài viết này là lời dạy của Phổ Quang Lão Hòa Thượng về hành trì chú Lăng Nghiêm. Những tấm hình các bạn nhìn mà thấy có ánh sáng trong hình là ánh sáng được chụp tự nhiên bằng máy chụp hình. Các hình ảnh này đều là chụp tự nhiên không qua chỉnh sửa. Dưới đây là một số lời dạy ngắn của Lão Hòa Thượng Phổ Quang về chú Lăng Nghiêm. 1. Bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì trường khí cơ thể sẽ thay đổi. Bạn niệm càng nhiều thì thanh khí sẽ tăng, trược khí giảm, cơ thể bạn chuyển hóa thành một thân thể khác, được miêu tả như cơ thể lưu ly. 2. Bạn niệm một lần thì Phật Bồ Tát sẽ quán đảnh cho bạn và ban cho bạn tất cả các công đức. Điều này trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về việc các Như Lai trong mười phương sẽ ban các công đức cho người niệm chú Lăng Nghiêm. 3. Người có trường khí yếu, hãy siêng năng niệm chú Lăng Nghiêm, bạn sẽ có sự thay đổi. 4. Từ trường trên núi cao rất tốt bởi gần với vũ trụ, gần với thiên giới, gần với bốn phương trời. Từ trường ở đó đổ xuống trực tiếp và con người hợp nhất với thiên nhiên một cách dễ dàng. 5. Các đạo tràng trên núi thì rất tốt, nơi nào mà đã từng có bậc tu hành đắc đạo thì nơi đó từ trường cực tốt. 6. Ánh sáng của Phật, Bồ Tát là ánh sáng dịu nhẹ, rất dễ chịu, cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm cho tâm hồn, giống như cảm giác của đứa trẻ đi lạc nhiều năm bị đói khát, nay gặp lại mẹ ruột đến cứu mình. Các vong hồn, vong linh được ánh sáng của Phật chiếu vào thì ngay lập tức thay đổi vóc dáng, trở nên cao lớn, sắc mặt sáng đẹp, thậm chí còn ngồi trên tòa sen. Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm rằng thần chú Lăng Nghiêm có tác dụng siêu việt vô cùng, phi thường không gì sánh được. Thần chú Lăng Nghiêm hoàn toàn là ánh sáng của Phật, là một dạng ánh sáng hoàn hảo. Bởi vì ánh sáng này tự sáng và ánh sáng phát ra từ đảnh của mỗi vị Phật gọi là Phật đảnh quang tụ, cho nên càng niệm thì càng vô cùng có lợi cho tất cả chúng sinh. Thế nên nói niệm chú Lăng Nghiêm gây sợ hãi hay xua đuổi các vong linh là không đúng. Bạn có thể niệm chú Lăng Nghiêm để siêu độ. 7. Chú Lăng Nghiêm niệm không sót một chữ. Niệm 36.000 lần, dưới thân sẽ có bông sen. Khi bạn bước đi, thật sự có bông sen nâng đỡ bạn trong khoảng không. 8. Bạn niệm chú Lăng Nghiêm 36.000 lần thì không chỉ cha mẹ 7 đời, mà còn gồm cha mẹ cả nhiều kiếp khác đều được cứu độ. 9. Vào lúc cuối đời, nếu chú Lăng Nghiêm dài không thể niệm hết, thì chỉ cần niệm 6 chữ. Tất Đát Đa, Bát Đát La, toàn bộ chú Lăng Nghiêm có một số câu chú đặc biệt bên trong. Trong đó có câu Tất Đát Đa, Bát Đát La, đây là danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là Đại Bạch Tạng Cái, tức là chiếc dù trắng lớn. Tâm tinh tấn được che bằng chiếc dù lớn, tài nghệ tuyệt đỉnh. Nếu bạn không có thời gian, tức lúc gần mất,
thì giữ 6 chữ này và 5 đại tâm chú của chú Lăng Nghiêm: Sất Đà Nể, A Ca Ra, Mật Rị Trụ, Bát Rị Đát Ra Gia, Nảnh Yết Rị. 10. Hãy chắc chắn bắt đầu với Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú, nếu không là bạn niệm câu thần chú không có đầu. Chỗ này chỉ có viết như vậy mà không giải thích, theo ý người dịch là mình cần niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát và Nam Mô Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú mỗi danh hiệu 3 lần trước khi trì chú thì như vậy sẽ đầy đủ. 11. Ăn trứng có tội hơn ăn thịt, vì trứng là cả cuộc đời. Giới luật rất hữu ích cho các câu thần chú. Ở lời dạy này có nghĩa là nếu bạn ăn chay được thì tốt hơn không ăn chay, và nếu bạn ăn thuần chay không trứng sẽ tốt hơn là ăn chay mà có trứng. Và tu bất cứ pháp nào, nhất là trì niệm minh chú, thì cần giữ giới luật. 12. Niệm Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ là báo đáp ân đức mẹ trong 7 đời. Niệm Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Gia là báo đáp ân đức cha trong 7 đời. Trích Lam Sơn Trang dịch và biên tập ngày 1 tháng 4 năm 2021. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.